Hồng Duy, cậu trai lỡ thời trở thành người hùng đa năng của tuyển Việt Nam. Từng là một trong những cầu thủ đình đám của U19 Việt Nam hồi 4 năm trước, Hồng Duy đang phát triển ổn định nhưng có phần trầm lặng so với các đồng đội ở Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên, ít ai biết, trong quá khứ, Hồng Duy từng từ chối học viện lừng danh Aspire của Qatar để về đầu quân cho học viện Hoàng Anh Gia Lai JMG, để rồi có cơ hội gắn bó với U19 Việt Nam và bây giờ là đội tuyển Việt Nam. Giấc mơ của bố. Nguyễn Phong Hồng Duy sinh ngày 13 tháng 6 năm 1996 tại Trơn Thành, Bình Phước. Do có năng khiếu bẩm sinh nên từ bé, Hồng Duy chơi môn gì cũng thích và hay. Thế nhưng đam mê và khát khao lớn nhất với anh vẫn là với trái bóng tròn. Bởi vì với Hồng Duy, bóng đá còn là giấc mơ của người bố, ông Nguyễn Tấn Phong, một cựu cầu thủ của đội bóng Sông Bé từ những năm thập niên 80. Vì bố từng là cầu thủ nên từ nhỏ, Hồng Duy đã được hướng dẫn cho những động tác cơ bản khi anh bắt đầu làm quen với trái bóng tròn. Và hàng ngày trên chính nền sân xi măng trước nhà, hai bố con lại đùa vui với trái bóng mỗi khi có thời gian rảnh. Mặc dù thời điểm ấy, Hồng Duy đang là học sinh giỏi của trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh, nhưng vì giấc mơ của con trai và cũng là giấc mơ của chính mình, ông bố quyết định đầu tư cho con theo nghiệp banh bóng. So với các đồng đội như Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn thì Hồng Duy đến với Học viện Hoàng Anh Gia Lai JMG khá muộn. Đầu năm 2010, khi nghe thông tin Hoàng Anh Gia Lai tuyển sinh bổ sung cho đội năng khiếu Hoàng Anh Gia Lai, ông Phong đã dẫn con trai lên tận Hàm Rồng để thử việc. Với kỹ thuật tốt cùng tư duy chơi bóng rất thông minh, ngay lập tức Hồng Duy đã lọt vào mắt của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh và được nhận. Tuy nhiên, chỉ sau một tháng ăn tập cùng đội, ông Phong đã phải quay ngược lên phố núi để xin cho Duy quay về gia đình. Lý do rất đơn giản là Duy phải về vì bà nội ở nhà nhớ đứa cháu quá nên nhất định không cho Duy đi bóng đá, xa biển biệt mà không biết tương lai như thế nào. Khỏi phải nói, sự hụt hẫng của Duy khi ấy với nước mắt, nỗi buồn và nỗi nhớ quả bóng đeo đẳng suốt một năm trời. Thế nhưng thật may mắn, một lần nữa khát vọng bóng đá lại được nhen nhóm với Duy khi tháng 8 năm 2011, Học viện bóng đá Aspire Qatar sang Việt Nam săn lùng tài năng trẻ trong chương trình Giấc mơ sân cỏ. Sau gần 5 tháng tuyển chọn, các huấn luyện viên đến từ Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Brazil, Italy đã chọn được hai gương mặt xuất sắc nhất của Việt Nam là Hồng Duy và Minh Hùng để tham dự vòng chung kết tại Qatar. Sinh hoạt chuyên nghiệp. Được đưa sang Qatar, Hồng Duy và Minh Hùng được tranh tài cùng 30 cầu thủ khác đến từ khắp nơi trên thế giới để chọn ra những cầu thủ xuất sắc nhất tham gia vào khóa đào tạo cầu thủ chuyên nghiệp tại Aspire. Khi được hỏi về điều này, Hồng Duy cho biết, thật sự lúc đó em đã có suất để ở lại đào tạo tại Aspire, nhưng người môi giới lúc đó lại đòi gia đình em phải chi ra một số tiền mới đưa sang Qatar. Bố mẹ em tức quá nên không chấp nhận yêu cầu vô lý này nên nhất quyết từ chối. Cánh cửa tại Học viện bóng đá Aspire Qatar khép lại có thể gọi là nỗi buồn lớn nhất với Hồng Duy. Tuy nhiên, cậu bé người Bình Phước không muốn từ bỏ giấc mơ chơi bóng nên khăn gói lên phố núi tiếp tục tìm cơ hội cho niềm đam mê của mình. Sau đó, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh lần thứ hai nhận Hồng Duy vào lớp năng khiếu vì bị tài năng của Duy chinh phục. Chỉ sau 6 tháng tập luyện, Duy được huấn luyện viên Gretchen vô tình phát hiện và đôn lên tập luyện cùng với lứa 1 của Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG cùng với những Đông Triều, Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường. Và từ đó, anh có một chỗ để rồi đi du đấu châu Âu và khoác áo U19 Việt Nam. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên tham gia group của nhóm để cùng chia sẻ ý tưởng của bạn nhé. Thông tin chi tiết bên dưới video. 5 đen đủi. Điểm mạnh nhất của Hồng Duy là cái chân trái đầy năng lượng, sự tự tin tuyệt đối về kỹ thuật bản thân và nhất là tính khó lường cả trong các bước chạy lẫn quyết định xử lý và cả những cú sút xa táo bạo. Nhưng cũng một thời gian, Hồng Duy luôn là cái tên bị thay ra đầu tiên của Hoàng Anh Gia Lai với lý do kỹ thuật hoặc hạn chế về thể lực. 2015 có lẽ là năm đen đủi nhất sự nghiệp của Hồng Duy. Trong đợt tập trung U23 Việt Nam năm 2015, anh gặp chấn thương. Sau đó, Hồng Duy còn dính ngộ độc thực phẩm và tiếp tục phát hiện bị mẻ xương cổ chân. Năm 2015, Hồng Duy chỉ chơi được vài trận cho Hoàng Anh Gia Lai. Thời gian đó, tôi cảm thấy áp lực từ mọi thứ, cảm thấy rất khó khăn. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của các thầy, đồng đội, đặc biệt là gia đình luôn ở cạnh động viên, tôi đã cố gắng vượt qua.
chính việc tuân thủ triệt để giáo án của bác sĩ đưa ra cùng với việc tích cực vật lý trị liệu và sinh hoạt điều độ đã giúp chấn thương của Hồng Duy bình phục sớm hơn dự kiến. Chăm chỉ luyện tập, anh được tin tưởng giao một vị trí chính thức bên hành lang trái của Hoàng Anh Gia Lai và cùng U21 Hoàng Anh Gia Lai đăng quang một cách thuyết phục tại giải U21 quốc tế hồi tháng 11 năm 2015. Khả năng chơi bóng đa năng. Năm 2017, trong trận giao hữu đầu tiên của U22 Việt Nam trên đất Hàn Quốc, Hồng Duy đã có cú đúp bàn thắng vào lưới câu lạc bộ Mokpo City. Qua đó, thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng giành chiến thắng 4-1 trước câu lạc bộ Mokpo City. Tiền vệ người Bình Phước được đánh giá là quân tẩy quan trọng bên cánh trái của U22 Việt Nam tại thời điểm đó nhờ khả năng chơi bóng đa năng. Tất nhiên, điều này mang đến sự tích cực lớn cho U22 Việt Nam khi huấn luyện viên Hữu Thắng có hai cầu thủ chạy cánh trái chất lượng. Vì Hồng Duy mạnh với tốc độ và có khả năng phòng ngự tốt nên anh có thể đảm nhiệm vai trò hậu vệ trái khi cần thiết. Đó cũng chính là tiền đề để anh được huấn luyện viên Miura gọi lên U23 Việt Nam để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực suốt thời gian qua của tiền vệ Hồng Duy. Người hùng thầm lặng tại Hoàng Anh Gia Lai. Mùa bóng 2017 tại Hoàng Anh Gia Lai, người ta lại thấy ngày càng rõ hơn sự nguy hiểm của Hồng Duy. Không còn bó hẹp bản thân trong vai trò một tay chạy cánh, anh liên tục biến ảo với những pha thoát ẩn thoát hiện khắp mặt sân. Có thể đó sẽ là tình huống gặt qua người sở trường bên cánh trái như bàn thắng vào lưới Long An, hoặc là bất ngờ bó vào trong từ biên phải như đường truyền cho Văn Thanh ghi bàn ở Gò Đậu. Ở câu lạc bộ, Hồng Duy thường xuyên sử dụng kỹ thuật cá nhân để áp đảo đối thủ. Đó là tình huống số 7 của Hoàng Anh Gia Lai, khiến đối thủ chóng mặt bởi những pha quần thảo với trái bóng, biến tốc và ngoặt hướng liên tục trước khi gọn ghẽ truyền cho anh bạn Văn Thanh hoặc Công Phượng đứng đón lõng sẵn trong khu cấm. Những tình huống qua người và cho hậu vệ hít khói của Hồng Duy khiến người hâm mộ một lần nữa phải tấm tắc trầm trồ. Xem Hồng Duy chơi bóng vào lúc này mới lại thấy thật sướng như những tháng ngày U19 Việt Nam của năm 2014. Khoảnh khắc tỏa sáng. Tài năng không thể bàn cãi tại Hoàng Anh Gia Lai là lý do Hồng Duy được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi vào đội tuyển U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á tại Trung Quốc. Bước ngoặt đến với Duy khi ở phút 61 trận bán kết với Qatar, anh được huấn luyện viên Park Hang-seo tung vào. Bản thân huấn luyện viên Park Hang-seo có lẽ cũng không ngờ được rằng quyết định của ông lại mang đến thành công lớn lao đến vậy. Trong trận này, một mình Hồng Duy thầu nguyên cánh trái của U23 Việt Nam. Nhờ tốc độ, khả năng đi bóng lắt léo cũng như những tình huống đánh biên cực kỳ hiệu quả của Hồng Duy, thế trận tấn công của U23 Việt Nam sáng nước hơn hẳn. Phút 69, Hồng Duy tung cú căng ngang hiểm hóc khiến hàng phòng ngự U23 Qatar rối loạn. Ngay phút đó, Quang Hải ra chân nhanh như điện để mang về bàn gỡ hòa. Thống kê chỉ ra, Hồng Duy có một cú dứt điểm không trúng đích nhưng có tới 20 đường truyền với tốc độ chính xác 80%, cùng với đó là 3 lần khiến đối phương phải phạm lỗi. Tổng cộng, Hồng Duy được huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng 70 phút chính thức trong tổng số 630 phút lịch sử của bóng đá Việt Nam. Từ lâu rồi, Duy lẩn khuất vào phía trong cánh gà. Nhưng sau giải đấu U23 châu Á, chúng ta đã tìm lại hình ảnh chàng hậu vệ có khả năng tấn công tuyệt vời, từng được truyền thông trong nước mệnh danh là Gareth Bale. Có niềm đam mê với mỹ phẩm. Nếu như trên sân đấu, Nguyễn Phong Hồng Duy chạy nhanh như sóc, khuôn mặt lạnh lùng với những đường truyền dứt khoát, thì ít ai có thể ngờ được Hồng Duy ngoài đời còn nổi tiếng với thương hiệu bán mỹ phẩm mang cái tên siêu nữ tính Pinky Cosmetics. Từ trước tới nay, có lẽ chưa một cầu thủ nào lại nổi tiếng trong cả sự nghiệp đá bóng lẫn bán mỹ phẩm như Duy Pinky. Quan sát Instagram của Duy Pinky có thể thấy công cuộc bán mặt nạ và son đã bắt đầu từ tháng 10 năm 2017 và đang ngày càng trở nên chuyên nghiệp hơn. Đặc biệt, anh chàng còn nhiều lần đích thân thử đắp mặt nạ dưỡng da và selfie để tăng độ tin cậy cho khách hàng. Tìm thấy bạn gái hot girl sau 5 năm lạc mất. Giữa cơn sốt đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, bạn gái của hầu hết các cầu thủ trẻ trong đội tuyển đều được dân mạng tìm ra, chỉ riêng Nguyễn Phong Hồng Duy thì vẫn rất kín đáo. Cho đến khi bị đồng đội Đỗ Duy Mạnh vô tình bóc mẽ vì trả lời phỏng vấn rằng trong đội chỉ có mình với Hồng Duy bán hàng online nhưng thật ra là đăng hộ bạn gái, người hâm mộ mới ngỡ ngàng Hồng Duy đã có người yêu.
Cô gái đó là Lục Bảo Trang, sinh năm 1997, là sinh viên của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều fan girl cho rằng Bảo Trang thật may mắn khi có bạn trai đá bóng giỏi, hát hay, lại sở hữu cả thế giới son và mặt nạ. Thế nhưng khi ghé thăm Facebook cá nhân của cô nàng, nhiều người lại thấy Hồng Duy mới lại là anh chàng số đỏ khi có cô bạn gái xinh chẳng kém hot girl. Ít ai biết, Bảo Trang và Hồng Duy vốn là bạn thanh mai trúc mã. Họ sinh ra và lớn lên trong cùng ngôi làng, từng rung động với nhau và có nhiều kỷ niệm đẹp của tình yêu tuổi mới lớn. Sau 5 năm lạc mất, Bảo Trang và Hồng Duy vô tình gặp lại. Những rung động đầu đời một lần nữa tìm đến và họ quyết định yêu nhau một cách nghiêm túc và trưởng thành. Dù nổi tiếng hơn xưa, nhưng Hồng Duy khẳng định cuộc sống của anh không có nhiều thay đổi. Duy cho hay, em cần phải cố gắng nhiều hơn để đền đáp lại niềm tin yêu của người hâm mộ và chuẩn bị tốt hơn cho tương lai. Chia sẻ về mục tiêu trong năm 2019, tiền vệ sinh năm 1996 thừa nhận không thể làm hài lòng tất cả mọi người về lối chơi, nhưng sẽ ghi nhận những đóng góp chân thành để hoàn thiện bản thân hơn nữa. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!